Marie Chevalier, cô gái gốc Việt làm dâu hoàng gia Monaco, hé lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Từ một cô gái bình thường bỗng một ngày kia trở thành thành viên của hoàng gia, đó tưởng chừng là câu chuyện kể về cô bé lọ lem chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Nhưng thực tế thì ở ngoài kia tồn tại không ít những lọ lem đời thực như thế. Làm dâu xứ Monaco vào năm 2019, Marie Chevalier, cô gái mang hai dòng máu Pháp và Việt Nam, đã có những hé lộ xoay quanh cuộc sống hoàng gia đẹp như chuyện cổ tích. Nàng lọ lem thời hiện đại. Marie Chevalier có tên tiếng Việt là Hoa, sinh năm 1990. Cô có bố là người Pháp và mẹ là người Việt. Là con út trong gia đình có ba con, trên có hai anh trai. Từ nhỏ, cô là viên ngọc được cả nhà nâng niu, chăm sóc. Cha mất năm Marie học trung học, khiến cô gái trở nên tự chủ và độc lập hơn. Tư chất thông minh, Marie thi đỗ đại học với kết quả xuất sắc. Gia cảnh khó khăn, cô vừa học, vừa đi làm nhiều việc bán thời gian, như phát tờ rơi, gia sư, bồi bàn. Cô từng làm nhân viên thu ngân siêu thị cho chuỗi cửa hàng giảm giá hàng đầu của Pháp, Leader Price, bán vé xem phim và đồ ăn cho chuỗi rạp chiếu phim, The Cinemas Gomez et Prato. Cô còn từng được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng cho công ty đường sắt SNCF. Cô thông thạo ba thứ tiếng là Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Marie tự nhận xét mình là người yêu du lịch, luôn mong muốn được khám phá nhiều miền đất mới. Không giống như các tiểu thư mình dây, Marie sở hữu thể hình khỏe khoắn, tóc đen đặc trưng Á Đông, phong cách thời trang hiện đại và thanh lịch. Cô chuộng các thương hiệu thời trang giá cả bình dân thay vì các thương hiệu đắt đỏ. Năm 2011, tại một sự kiện trường Schema Pháp, nơi cô theo học ngành quản trị kinh doanh, Marie Chevalier lần đầu quen biết với Louis Ducret. Anh là con của công chúa Staphine và là cháu nội của thân vương Monaco Rainier III cùng vương phi Grace Kelly. Louis Ducret tiết lộ, anh yêu cô gái gốc Việt từ cái nhìn đầu tiên. Hai người tìm thấy tiếng nói chung do cùng có sở thích về bóng đá, du lịch. Hai người sau đó cùng nhau sang Mỹ, theo học tại Đại học Tây Carolina. Sau khi tốt nghiệp, dù tạm thời đường ai nấy đi để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau. Trong khi Mira đảm đương vị trí quản lý dự án cho khu phức hợp giải trí, đánh bạc Casino de Monte Carlo tại trung tâm Monaco, thì Louis trở thành đồng quản trị của một công ty do cha anh thành lập. Chúng tôi gặp nhau từ hồi học đại học, cả hai khi ấy đơn giản là hai đứa trẻ phải lòng nhau thôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã trải qua không ít thăng trầm, nhưng suy cho cùng thì nó không khác là mấy so với việc yêu một người bình thường đâu. Maria tâm sự, khi được hỏi yêu một thành viên hoàng tộc thì khác gì yêu một chàng trai bình thường. Trong mắt cô, hoàng tử Louis là một người đàn ông rất dễ thương, luôn hướng về gia đình. Anh cũng rất vị tha, luôn quan tâm những người thân yêu xung quanh mình. Maria xúc động, anh ấy thực sự truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày đấy. Sau hơn 6 năm hẹn hò, vào tháng 2 năm 2018, Louis Ducret quỳ gối cầu hôn Marie Hoa Chevalier sau 7 năm tìm hiểu tại bờ biển Hội An, Việt Nam, quê mẹ của Marie. Họ kết hôn vào tháng 8 năm 2019. Lễ cưới của cả hai được cử hành theo nghi lễ hoàng gia tại nhà thờ chính tòa Monaco. Trước đó ít ngày, Marie và Louis cũng tổ chức một đám cưới dân sự nhỏ nhỏ để mời bạn bè. Được biết chỉ có khoảng 200 khách mời tham gia đám cưới này. Sau ngày cưới, họ đồng hành qua nhiều vùng đất như Moscow, Paris. Không chỉ cùng chồng tận hưởng thế giới hai người, cô gái gốc Việt còn cùng anh tham gia nhiều hoạt động của hoàng gia Monaco. Khi rảnh rỗi, Marie cùng chồng xem bóng đá và chia sẻ tình yêu với môn thể thao này. Ít ai biết, trước khi thực sự bước chân vào gia đình quý tộc, Marie từng không được lòng một số thành viên trong gia đình họ. Louis Ducret từng tiết lộ trong một phỏng vấn năm 2019, em gái tôi, Pauline, ban đầu không thích Marie. Ban đầu, con bé rất giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng cuối cùng, Pauline đã yêu mến Marie, thậm chí còn tự tay thiết kế chiếc váy cưới cho Marie mặc trong buổi lễ cưới ở nhà thờ. Câu chuyện tình yêu Marie và Louis Ducret được ví như chuyện tình lạ lem thời hiện đại. Cuộc sống hôn nhân đáng ghen tị. Sau lễ cưới ấm áp và đẹp như cổ tích, Marie Chevalier và chồng khá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư và hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, thông qua tài khoản Instagram của anh Louis Ducret, chồng của Marie Chevalier, có thể thấy cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc của vợ chồng son. Trước đó cả hai cho biết họ đều cùng chung sở thích là đi du lịch. Trên Instagram, Louis Ducret, con trai của công chúa Monaco, thường xuyên cập nhật những hình ảnh vợ chồng mình trong các hoạt động đời thường. Anh Louis Ducret thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ với vợ trong những khung cảnh tuyệt đẹp. Cả hai dành thời gian đi du lịch ở một số nơi sau khi kết hôn. Nàng dâu hoàng gia gốc Việt được chồng yêu chiều, gương mặt của cô luôn rạng rỡ, ánh lên sự hạnh phúc và viên mãn. Thỉnh thoảng, Marie cũng xuất hiện cùng gia đình chồng trong các sự kiện công khai của hoàng gia. Cô gái gốc Việt được nhận xét là một trong những thành viên hoàng gia Monaco quyến rũ, có đời tư sạch scandal nhất. Được biết, cặp đôi này chưa vội vàng lên kế hoạch sinh con, họ muốn dành thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng khám phá những miền đất mới.
Trước khi kết hôn, họ cũng từng sang Việt Nam, quê ngoại của Maria Chevalier để du lịch, đặt chân đến một số địa điểm nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Huế. Maria chia sẻ bí quyết để cô và chồng luôn mặn nồng, dù đã bên nhau gần một thập kỷ, đó chính là luôn cười cùng nhau. Ngần ấy năm bên nhau, chúng tôi vẫn luôn cười với nhau, làm nhiều việc hay hoạt động cùng nhau. Chúng tôi cũng sẽ tách nhau ra để làm việc nữa. Theo tôi điều này không kém phần quan trọng. Bằng cách như vậy, chúng tôi vừa có thể cân bằng cuộc sống của hai người, lại vừa có thời gian cho riêng mình, cô nói. Gần 2 năm kết hôn và mang trên mình trọng trách một nàng dâu hoàng gia, nhưng theo Maria, cuộc sống của cô không có quá nhiều thay đổi. Thực tế tôi và chồng mình yêu nhau tính đến nay đã được hơn 9 năm và hiện tại thì đang xây dựng cuộc sống bên nhau. Chính vì vậy, hôn nhân không tạo ra sự thay đổi gì cả. Nói đơn giản là một bước tiến rất tự nhiên trong mối quan hệ của cả hai thôi, Maria chia sẻ. Khi được hỏi một trong những bí quyết cần thiết để trở thành dâu hoàng gia là gì, Maria cho hay, điều cơ bản nhất là bạn cứ sống thật với chính mình, luôn khiêm tốn và hạnh phúc với tất cả những gì cuộc sống mang lại, tận dụng những cơ hội có được để phát triển bản thân. Đương nhiên, điều này không chỉ đúng với các cô gái mơ mộng, gả vào hoàng gia hay chốn hào môn mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng là người của hoàng gia thì mỗi ngày chỉ sống trong cung điện và tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị. Công nương Maria cho biết cô và chồng được phép sống một cuộc sống bình thường, không quá gò ép vào khuôn khổ hoàng gia. Maria nói, chúng tôi đã học cách không chú ý đến ý kiến và kỳ vọng của công chúng nhiều như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự gây áp lực cho mình rằng phải cố gắng hơn nữa trong công việc để chứng minh năng lực bản thân, để được công nhận mà không cần dựa vào bất kỳ danh xưng nào. Không những có thể làm việc hay xây dựng sự nghiệp riêng, Maria thậm chí còn tự nhận mình là một người nghiện công việc. Với cô, được làm việc, được theo đuổi đam mê là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, cô vẫn sẽ chăm sóc gia đình nhỏ, cô vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ với hoàng gia, nhưng ở thời điểm hiện tại, Maria ưu tiên tập trung cho sự nghiệp hơn hết. Ngoài dự định liên quan đến công việc, Maria và chồng còn đang lên kế hoạch để trở về thăm Việt Nam một lần nữa. Trở về mảnh đất hình chữ S vào năm 2018 và được kết nối lại với cội nguồn của bản thân, được tận mắt chứng kiến những gì mà ông bà và mẹ thường nhắc, Maria cảm thấy vô cùng bồi hồi.